Ok các bác ơi, em chào các bác nhá. Xe cộ dạo này ế ẩm quá. Đấy, mà xe thì các bác cứ bảo ế này không ai mua, chó nó mua mà ngày bán 4-5 con đấy các bạn, không đùa đâu. Đấy, mà cứ bán đi, bán được một thì lại mua về 5. Đấy, vì thế là xe lúc nào nhà em cũng rất là chật bãi. Quay thì chả biết quay cái dòng gì. Đấy, bây giờ xe thì rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 120, 130 là đã có xoay 7 chỗ rồi. Máy dầu rồi, máy dầu như cái này thì nó rơi vào tầm khoảng 160. Còn nó Innova thì nó rơi tầm 130. Đấy, hai mấy cái dòng xe nhỏ nhỏ cỡ nhỏ số tự động thì rơi tầm 120. Nó quá nhiều xe cho các bạn lựa chọn luôn. Ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị nhà mình về cái dàn xe 7 chỗ như dòng Forerunner này, như con này mới về này. Đấy, con này thì rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, bà con có bác chị em nào quan tâm thì ủng hộ em bằng cách bấm vào nút like và đăng ký kênh cho em nhé. Đấy, hãy nhớ gọi điện trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0976227726. Bà con có bác chị nhà mình hãy nhớ rằng bấm vào nút like và đăng ký kênh cho em, hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại đó, kết bạn với em qua số Zalo. Em gửi cho anh em hình ảnh đăng ký đăng kiểm từng chiếc xe một các bạn nhé. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ đi vào những cái chiếc xe 7 chỗ ngày hôm nay. Từ khoảng 120, 130, 160 là nó có máy dầu rồi, và 120, 130 là có Innova đi rồi. Đấy bà con nhé. Nhưng mà nó là những con khác, không phải con này này. Con này thì mới về này, Ford Everest 2015 phiên bản số sàn. Ô anh khách kìa, hôm nay ca ấy. Một chiếc xe đến từ phiên bản số sàn máy dầu 2.5. Một chiếc Ford Everest nó còn mới cứng cựa luôn, mới từ dàn nốp cho đến tất cả mọi thứ mới đi. Nội thất ghế da nguyên bản này. Đấy, xaxi xe xiếc còn nguyên zin. Giá để cho anh em 37 năm bà con đã sở hữu được chiếc Everest 2015 số sàn máy dầu 2.5. Một chiếc xe rất là đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con, cô bác anh chị nhà mình. Một chiếc xe còn quá cháy luôn, trần nỉ nguyên bản nhá. Với cái tầm giá nó loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 1 đồng thôi, hơn 3 đồng thôi, 375. Mà anh em thấy con xe này nó quá đẹp và quá zin luôn. Đảm bảo cho anh em chất cực kỳ luôn. Bao ra tên chính chủ cho anh em 375 triệu đồng bà con nhá. Tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Fortuner. Đây là một chiếc Toyota Fortuner em đang đi. Sản xuất năm 2012, số tự động, động cơ của nó là máy xăng 2.7 một cầu, tên tư nhân chính chủ biển Bắc Rang. Xe này thì em đang chạy công vụ nên anh em yên tâm về chất xe nhá. Yên tâm về chất xe nhá. Đấy, nếu như bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhá. Đó, một chiếc xe rất là đẹp với giá khoảng tầm 3 đồng 9 thôi. 3 đồng 9 thôi, một chiếc xe số tự động. Một chiếc xe rất là đẹp cho anh em 7 chỗ, 8 chỗ ngồi rộng rãi. Con này thì cam kết cho anh em nguyên zin hết này. Đó, cực kỳ đẹp này, từ cua lốp cua liếc của nó này. Anh em thấy không? Một con xe Fortuner nó đẹp, đăng kiểm tháng 1 năm 2025, rất là rẻ cho anh em với giá có đâu đó 395 triệu đồng thôi. Một chiếc xe form mới, số tự động, động cơ 2.7, xe zin cả xe luôn nhá. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Toyota Innova 2006. Con này nó là phiên bản số tự động, số sàn, bản G. Một chiếc xe tên tư nhân chính chủ biển Bắc Giang 98A01763. Một chiếc xe bản G xịn, gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ không lỗi, không taxi dịch vụ, và để cho anh em 175 triệu đồng. Có 3 hồ sơ gốc cho tất cả anh em. Một chiếc xe Toyota Innova 2006 thôi, nhưng nó còn quá mới và quá chất cho tất cả anh em. Một cái dòng xe nó đời nó sâu, đời đầu của xe Innova. Nhưng mà anh em thấy đây, một chiếc xe đời đầu thôi nhưng mà chất lượng của nó như thế nào thì anh em có thể nắm bắt được. Nhìn qua thông tin hình ảnh thì anh em có thể nắm bắt được khoảng tầm 70-80% giá trị xe rồi. Còn tất cả mọi thứ thì anh em có thể đến xem xe trực tiếp chạy thử cho bà con, cô bác chị nhà mình nhá. 175 triệu đồng em để cho anh em 3 hồ sơ gốc cho tất cả mọi người. Đấy, quý khách hàng và quý bà con có bác chị nhà mình nhá. Bà con có bác chị nhà mình nào quan tâm về chiếc xe này thì qua bên em ạ. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái dàn xe mà 7 chỗ 5 chỗ gầm cao đây. Bán tải thì em đang còn chiếc xe tàu. Đó, con này thì anh em mua về chở phân, chở thóc, chở lúa, chở gạo. Anh em nào làm nông nghiệp, anh em nào làm lâm nghiệp nữa thì đi con này là hợp lý với cái tầm tiền 140 thôi. Chiếc xe đang đeo biển 98C20635, một chiếc xe bán tải Previomax, sản xuất năm 2014, tên tư nhân chính chủ biển Bắc Rang, hồ sơ rút thoải mái, có đầy đủ màn hình camera lùi, máy dầu 2.5, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Để cho anh em 140 thì anh em có mua nó không? Nếu mua thì alo cho em nhé. Nếu mua thì alo cho em này. Alo cho em còn bớt sâu cho anh em và quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị nhà mình được không ạ? Nếu mua thì anh em alo cho em. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, đăng kiểm thì còn mấy ngày nữa là hết thôi. Anh em nào mua em đăng kiểm mới cho anh em nhé. Tiếp tục là một chiếc Nissan X-Trail sản xuất năm 2016. Con này là X-Trail sản xuất năm 2016, số tự động, 7 chỗ ngồi. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Một chiếc xe rất là ổn định, 7 ghế ngồi. Con này thì có đầy đủ hết những cái tính năng an toàn. Đời 2016, số tự động, động cơ 2.0.
có đè lổ start top, có cửa sổ trời, có điều hòa tự động, có ghế điện cộng với lại cốp điện, cửa sổ trời. Vâng, giá thì lanh quanh đâu đó khoảng 4,7 đồng và con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đúng không ạ? Anh em từ nãy giờ vẫn đang thắc mắc tại sao là 100, 200, 300 chưa thấy đâu, đúng không ạ? Rồi anh em chờ em một chút nhá. Anh em chờ em một chút nhá, sẽ có luôn cho anh em thôi. À, con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 4,7 đồng và con nhá, 4,7 đồng. Đây, giới thiệu tạm cho anh em một chiếc 130 này. Con này thì nó là chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động, một chiếc Chevrolet Vivante sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Sản xuất năm 2008 số tự động, động cơ máy xăng 2.0 biển Hà Nội 30A22073. Con này hiện tại em để cho các bác loanh quanh đâu đó khoảng tầm 135 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Vivante số tự động, động cơ của nó là 2.0, một chiếc xe 2008, một chiếc xe rất là đẹp và chất cho anh em. Máy móc của nó thì cực kỳ ổn định và đẹp luôn cho anh em nhá. Đúng ạ. Tiếp tục là Toyota Innova 2013 bản E số sàn, động cơ 2.0. Con này thì tên tư nhân chính chủ biển Hòa Bình, đã rút hồ sơ rồi. Con này thì để đây cũng tương đối là lâu rồi và đang trong quá trình rút hồ sơ và đổi vía đi một chút nhá. Xe thì rất là đẹp, không nỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước nhá. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 275 triệu đồng là bà con có chuyện là mình đã có được một chiếc Innova 2013 bản E số sàn, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ nhá. Đấy. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một mẫu xe đến từ thương hiệu của Toyota. Con Toyota này thì sản xuất năm 2000 bao nhiêu? Sản xuất năm 2018 phiên bản E số sàn, xe màu trắng, đã qua dịch vụ, đã rút hồ sơ về bấm biển vào tên, cam kết cho anh em là máy zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin không nỗi nhá. Chỉ có cái là điều là chạy dịch vụ ra thì chạy nhiều thôi. Và giá để cho anh em là 418 triệu đồng mọi người nhá. 418 triệu đồng đăng kiểm đến năm 2025, một chiếc Innova form mới 2018. Form rất là đẹp cho mọi người, đúng không ạ? Vâng, tiếp tục ở đây em đang có Fortuner. Con này là Toyota Fortuner 2009 số sàn, số tự động, máy xăng 2 cầu 2.7. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Hiện tại như con này em đang chào bán cho các bác với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là bao nhiêu ạ? Một chiếc xe rất là rẻ như này để cho anh em 300 thôi. Đời 2009 số tự động, máy xăng 2 cầu 2.7. Đấy, một chiếc xe màu bạc ánh kim rất là đẹp cho mọi người. Con này thì để cho các bác với giá khá hợp lý, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Trước đây nó là biển Linh Bình và để cho anh em loanh quanh 3 đồng thôi. Xe cam kết cho anh em nguyên zin không lỗi nhá. Ok, tiếp tục đây em đang có cho các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu của Toyota. Con Toyota Innova 2010. Con này là Innova 2009 thôi. Nhưng con này nó là bản V các bạn ạ, bản V số tự động. Bản V này là bản cao cấp nhất và nó là một chiếc xe gia đình sử dụng. Cam kết cho anh em không có khoan đục taxi hãng gì cả. Một chiếc xe rất là đẹp, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, trần nỉ nguyên bản, có màn hình Android, có hệ thống camera lùi và camera hành trình. Nội thất là ghế da rất là đẹp cho mọi người. Và bà con có anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì qua bên em ngay để xem xe và trải nghiệm uống nước chè. Với giá có bao nhiêu? 265 củ thôi. Rất là rẻ, còn bớt sâu cho anh em nhá. Ok, tiếp tục là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đài Loan hay còn gọi là Trung Quốc nhá. Con này đăng kiểm đến tháng 4 năm 2025, anh em biết xe gì không ạ? Đây là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đời 2018, phiên bản số tự động, động cơ 2.0, có hệ thống phanh tay điện tử, cửa sổ trời panorama toàn cảnh, có hệ thống củ số thu thò. Đấy anh em, củ số xoắn, củ số vặn này, vặn nhỉ, vặn nhá là thu thò lên đúng không ạ? Đấy, một chiếc xe công nghệ, bầu trời công nghệ đến từ Trung Quốc và con nhá. Kể cả với cái tầm tiền dưới 300 triệu anh em không thể mua được con xe nào mà có cái form dáng cực kỳ chất chơi như này, cực kỳ cháy phố như này và cực kỳ hầm hố như này. Hơn nữa thì nội thất của nó có ghế điện, có nhớ ghế, có cốp điện, có cửa sổ trời, có gầy số, có cruise control ga tự động. Đây, khi anh em đề máy lên thì cái củ số này nó sẽ thụt thò lên nhá. Với giá có 299 triệu đồng thôi. Anh em nào ít tiền mà chỉ mua một con xe để đi gia đình thôi, không phải chạy dịch vụ, thì anh em chạy con này hợp lý luôn này. Cực kỳ ok, cốp điện đầy đủ hết bà con nhá. Với giá có loanh quanh đâu đó khoảng 299 củ thôi. Bên em bao hồ sơ gốc cho tất cả anh em luôn ạ. Độ Range Rover rồi. Vâng, trên em đang có một chiếc xe Innova màu đen ạ. Con này đang đeo biển 30A này, 16560. Một chiếc Toyota Innova 2007 số sàn, bản G. Một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hà Nội, không nỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Máy số cực kỳ ổn định, keo chỉ zin. Và giá để cho anh em là 185 triệu đồng thôi. Con này là Innova G 2007 số sàn nhá. Một chiếc xe gia đình sử dụng, chính chủ biển Hà Nội luôn. Màu đen rất là hầm hố, rất là đẹp đúng không ạ? Bên dưới đây có Innova rẻ hơn này. Con này thì nó rẻ này, rẻ so với đời nhá. Một chiếc Toyota Innova 2014 ạ, bản 2.0 số sàn. Chiếc xe đang đeo biển 36A51130 ạ. Con này thì đang kiểm đến tận tháng 5 năm 2025.
một chiếc Innova bản Z 2014. Con này thực ra nó chẳng phải bản Z đâu ạ. Con này nó là e thiếu một chút thôi. Nó không có hệ thống sấy kính và cảm biến dừng đỗ thôi. Chứ còn đâu con này thì có tất cả, từ túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, điều hòa ba dàn, la răng đúc, gương kính chỉnh điện, tất cả đều là nguyên bản hết theo xe nhá, chứ không phải nâng hạng gì đâu ạ. Nó gọi là e thiếu một chút thôi, trần nỉ nguyên bản sẽ rất là đẹp luôn. Tên tư nhân biển Thanh Hóa màu vàng cát ạ. Con này để cho anh em là 250 triệu đồng thôi, 255 triệu nhé các bạn nhá. Đây, một chiếc xe Innova mà anh em cứ kêu là lúc đầu là tôi anh giới thiệu là không có đây. Thì anh em có thể xem chiếc xe này 30A18501, một chiếc Toyota Innova 2008 số sàn bản 2.0. Con này thì nó độ lên full như bản G và chạy thì chả khác gì bản G. Lốp mới. Đấy, điều hòa 3 vùng, nội thất ghế da nguyên bản, trần 3D chống nóng rất là tốt. Màn hình camera lùi con này có 139 triệu đồng thôi. Nói thật với cái tầm tiền 7 chỗ mà anh em hơn 100 triệu, một chiếc 2008 anh em không mua con này thì nói thật là không mua được con nào luôn. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn nhá. Anh em có cả dây luôn nhá, dây GL 2005 đáng bán 129 triệu nhá. Con này thì Innova 2008 nó chạy cũng rất là chất lượng, đăng kiểm tháng 1 năm 2025, biển Hà Nội, form rất là đẹp luôn, để cho anh em có 139 triệu thôi các bạn ơi. Và Hyundai Tucson 2009 số tự động, máy xăng 2 cầu 2.0 nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc ạ. Con này đang đeo biển 38 của tỉnh Hà Tĩnh nhá. Xe đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên đó các bạn ơi. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 229 triệu đồng thôi. Một chiếc xe rất là đẹp, 225 triệu này. Đấy, 229 chả bán được, còn đến 225 đây. Mà có khi là còn bớt nữa cho anh em luôn chứ không phải đùa đâu. Đấy, 2009 nhá, số tự động, máy xăng 2 cầu. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu 5 chỗ gầm cao, cực kỳ đẹp và ổn định cho anh em. Tucson rất là ổn định luôn. Vâng, Innova 2013, con này là bản G, số tự động, động cơ của nó là 2.0. Chiếc xe đang đeo biển 30A04876, sản xuất năm 2013 nhá, máy 2.0. Con này thì cam kết cho anh em máy số zin ạ, keo chỉ zin tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Xe thì đẹp không lỗi, để cho anh em là 338 triệu đồng nhá. 338 triệu đồng Innova 2009 13 số tự động, động cơ của nó là 2.0. Bên cạnh chiếc Innova đó sẽ là Toyota Fortuner. Con Fortuner này thì sản xuất năm 2013. Con này nó là bản V số tự động, động cơ 2.7, máy xăng 2 cầu. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Hiện tại như chiếc xe này to cao như này mà bán có 399 triệu đồng thôi các bạn ơi. 399 triệu đồng nhá, hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Các bác về chỉ việc ra tên thôi. Nội thất của nó là ghế da, trần thì đã được bọc 5D rất là đẹp cho anh em, trần nỉ ạ. Trần nỉ chứ không phải trần 5D đâu nhá. À, trần 5D rồi. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ nhá, cam hành trình. Đấy, form con này thì giống con form bên lúc đầu thôi. Kia Carian 2016, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, rất là hợp lý cho anh em ạ. Con này là 7 chỗ rất là hợp lý nhá. Đấy, vì sao cái form rất là đẹp và đời rất là cao. Nếu anh em mua Innova 2016 thì nó rơi vào tầm khoảng đâu đó hơn 300, khoảng 370-380. Nhưng với chiếc xe này thì chỉ có 280 triệu thôi. Một chiếc xe Kia Carian 2016 bản 2.0, có giá lóc đầy đủ, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu. Xe cam kết cho anh em máy zin từ mặt dàn cò, đường keo nhất chỉ nguyên zin, máy số zin nhá, tư nhân một chủ từ mới nhá. Dòng này thì cốp của nó là gập bằng nha. Con này thì cái hàng ghế thứ ba anh em có thể gập bằng vào nhá, gập bằng vào để anh em chở đồ này. Đấy bà con nhá, gập bằng vào anh em chở tha hồ đồ luôn nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp và với cái phong cách như thế này. Đấy bà con nhá, xe thì cam kết cho anh em nguyên zin hết ạ. 285 triệu đồng, 280 triệu đồng, 275 triệu đồng, 270 triệu đồng là cũng lên đường luôn. Quan trọng là anh em có thiện chí và đến với Tuấn Anh không, Hải Phòng không thôi. Nếu anh em thiện chí thì giá nào cũng bán luôn. Vâng, trên đây là một chiếc xe Toyota Innova 2011 bản G số sàn, máy 2.0, biển Hà Nội 30A70997, một chiếc màu vàng cát đời 2010, số sàn, máy của nó là 2.0, tư nhân gia đình sử dụng, biển Hà Nội, máy móc cực kỳ ok và chất lòi luôn. Nội thất ghế da cực kỳ căng mộng luôn. Hiện tại như con này em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là bao nhiêu ạ? 225 triệu đồng thôi nhá. 225 triệu đồng thôi là bà con các bác chị nhà mình đã có được chiếc xe Toyota Innova 2010 số sàn bản G rồi. Vâng, CX5 nhà em còn hai con, một con 2014 và con 2015. Con này 2014 này, máy xăng 2 cầu 2.0 này, 5 chỗ ngồi này. Hiện tại thì chiếc xe này thì Tuấn Anh đang để cho các bác với giá khoảng 455 triệu thôi. Đăng kiểm thì đến tận tháng 1 năm 2025, tên tư nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội nhá. Xe cam kết cho anh em là nguyên zin 100% không lỗi bà con này. Với cái tầm giá như CX5 thì con này là khá hợp lý này.
hai cầu 2.0 nhé bà con nhé, rất là đẹp. Vâng, một chiếc CX5 chạy rất là đầm, rộng rãi, một trong những dòng xe khủng bố luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Ford Everest đời 2006. Vâng, 160 mấy triệu thôi, máy dầu 2.5. Đấy, một chiếc xe Ford Everest 2006. Xe thì cam kết cho anh em được cái dàn lốp cực kỳ mới 2024, và tất cả mọi thứ của nó đều nguyên zin 100% không lỗi bà con nhé. Sơn si bên ngoài thì có đánh bóng tỉa tốt hay là sơn si sơn lại rồi, máy móc thì cũng đã gọi là tổng vệ sinh hết rồi. Tóm lại thì con này về chỉ việc chạy thôi. Xe thì biển Hải Phòng đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi ạ. Đấy, cái dàn lốp của con Ford Everest này thì nói thật với các bác là các bác đỡ được khoảng tầm 10 triệu so với cái dàn lốp này. Nhà em có hai con Ford Everest được cái dàn lốp rất là mới, nhưng mà nói chung là phải xe phải cẩn thận như thế nào thì người ta mới thay lốp, người ta mới bán bà con ạ. Đấy bà con nhá, chứ không tự nhiên đâu, xe mà nó nhão nhão rồi thì người ta bán đi thôi, chứ tự nhiên thay dàn lốp làm cái gì, đúng không ạ? Đấy. Innova 2016 bản E số sàn, một chiếc xe gia đình sử dụng màu mắm tôm hay gọi là màu lòng súng. Cái màu này là màu chất nhất của dòng Innova này rồi. Anh em yên tâm đi, con này thì để cho anh em khoảng 395 triệu đồng thôi. Một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, cam kết cho anh em là không khoan đục taxi. Đấy, máy móc chất chạy hơn 10 vạn, đẳng cấp cho anh em rồi, đúng không ạ? Có màn hình Android đầy đủ, vô lăng cực đẹp. Đấy, vô lăng cực đẹp luôn. Đấy. Bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè nhá. Một chiếc Innova 2016 bản E số sàn nhá. Một chiếc xe rất là rẻ cho anh em, với giá có loanh quanh đâu đó khoảng 395 triệu đồng ba đa tên ạ. Ở dưới đây em đang còn hai mẫu nữa này. Con này là rẻ này, 125 triệu đúng không ạ? Anh em lại không để bảo em nói phét này. 125 triệu một chiếc xe 7 chỗ số tự động đến từ thương hiệu của Nhật Bản, Mazda Premacy 2003 phiên bản số sàn, máy số tự động, máy 1.8 nhá. Con này hiện tại tôi đang chào bán với cái giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 125 triệu thôi bà con ơi. 125 triệu thôi các bạn đã sở hữu được chiếc Mazda Premacy 2003 số tự động, động cơ 1.8 nhá. Bên cạnh đó là Fortuner 2009. Để cho anh em với giá khoảng 295 triệu đồng thôi. Đó, một chiếc xe 7 chỗ ngồi, máy xăng 2 cầu số tự động. Một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất cho anh em này. Đó, với cái tầm giá như thế này nhé bà con nhé. Fortuner biển 34A71828 này, đăng kiểm tháng 8 năm 2025, 7 chỗ 8 chỗ rộng rãi cực kỳ luôn. Vâng ạ, tiếp tục ở trong đây em đang có cho anh em một mẫu xe nữa này. Con này là con CX5 bà con nhé. Một chiếc CX5 rất là đẹp luôn này. Đây, CX5 2015 nhé bà con nhé. Đấy, sản xuất năm 2015, máy xăng 2.0 2 cầu này. Đấy, biển Hà Nội màu trắng nha. Với giá khoảng tầm 458 triệu đồng thôi. Biển Hà Nội 30A này, 4446 này. Một chiếc CX5 cực kỳ đẳng cấp, chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng của bà con các bác chị nhà mình. Vậy bà con các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc CX5 này thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm uống nước chè thuốc nào cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng nhá. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác anh chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng và quý bà con đã luôn luôn ủng hộ em bằng cách bấm vào nút like và đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.